Bác Huy xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo mình. Bữa nay mời cả nhà cùng xem CVA giữa mình với chú Ngọc một đội nha cả nhà. Một chút với anh Trưng một đội. Set 1 là mình với chú Ngọc thua cả nhà. Mình làm set 2 này, set 2 này vẫn là chấp 10 nha cả nhà. 90 100 điểm. Mình với chú Ngọc 100 điểm. Một chút với anh Trưng 90 điểm. Thì qua set 2 này mình với chú Ngọc có gỡ lại một điều ha, là bên cô Trúc với anh Trưng tháng 2 sẽ đứt lên cả nhà. Giải thưởng tiếp tục là 5 kg gạo. Clip đó mình sẽ đi tặng cho những hoàn cảnh nghèo của những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Clip đó mình ra 6 giờ chiều hàng ngày nha. Cả nhà nhớ đón xem, mình cảm ơn cả nhà nhiều luôn. Giờ mời cả nhà cùng xem CVA với mình luôn nha. Lại đi chung băng với này. Chung băng có mất rồi. Kiếm nè. Đúng rồi. Này không chơi với bà đi. Đi ăn hoài vậy đó. Để bà đổ mặt nữa. Đi đâu? Đi chung băng với đi kiếm hả? Bạn chung với ai? Bà học luôn. Mày điểm lại kéo giùm em anh Trưng ơi. Trưng. Trưng. Nhẹ quá. Ba rồi giờ bên mình chưa điểm không? Rồi rồi. Rồi ghi một vô đi con ơi. Bốn cái cạch đấy coi. Trời ơi mẹ làm gì em mày á. Ê chưa. Ô vậy mà kiếm rồi. Thấy được. Tám đã thua để bà nằm ém khối bà ngay đó đó bà. Nè ủi nè. Em khối. Em khối bà vô đó đó. Em khối rồi. Đó. Bà làm gì đó bà làm được bà làm đi. Cắt không xin. Thôi à. Còn cái lỗ đó mà nhìn cái lỗ chưa? Ngay chỗ sân bay đó. Em khối rồi. À, ta hỏi mày á, coi cái lỗ sân bay. Đây. Sân trường em mát quá. Mát quá rồi. Ba, trời ơi. Mát gì lắm. Không có cho mày ăn một xe nào hết trơn á. Bốn, mát gì lắm rồi. Tôi học máy đỉnh. Bà tị này ở đâu mà thôi à ai nhận. Thôi chút coi, thôi chút coi. Ừ vậy đó. Bốn. Điểm lớn lên đi. Trúng nữa rồi. Năm. Năm. Trời ơi trúng hoài luôn mấy. Này là đấu chiến giữa bà chúa với nàng Dương Tổ với nàng. Thôi mày ghi năm vô đi mẹ ơi, không có còn nữa đâu mà mày về đặt mày nhắm nhé. Ở là kêu viên năm vô đi. Ông tổ về đạn. Nó nói ông tổ về đạn rồi. Ừ, ông tổ về đạn. Năm. Là sáu à, ta ba đó hả? Rồi ba thằng chân đi này bảy nữa là mười. Cả nhà thấy clip mình hay cho mình một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ cả nhà. Là có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà nhiều luôn nha. Mày đi bảy nữa đi, mời rồi mày để thằng Pháp đi một hai tới tao. Cái xe 1 nó thăm dò đối thủ cho mà hai xe đó. Xe 2 nó có vụ nó lầm đó đâu. Anh thợ ô, vụ gì mở quýnh bây giờ cả nhà ơi, quýnh bây giờ mở thăm dò đối thủ. Thôi đi đừng có nói chuyện tào lao quá mẹ. Mày mà hay ho gì trong đây mà mày nói chuyện mé mé gió hoài. Dán nổi lên, nổi sao qua nó gì nè. Cho cái giả thấy người tôi chút. Gà bỏng gì? Cái gì? Cô ngồi xích vô đây này cho nó giả thấy cô chút đi.
cô khán giả thì cô chúc bây giờ là khán giả là thấy 100% rồi. Rồi cô chúc bây giờ là tao nói với mày á là cả nhà là bây giờ là điện thương tao rồi. Cả nhà ơi, em ăn hay thua gì cả nhà cũng nhớ ủng hộ cho em nha cả nhà. Chứ cả nhà nghĩ có một mình em mà mấy cái thằng này nó mạnh mẽ quá mà nó ăn hiếp em rồi sao? À, anh mà quýnh sao á, phát nằm sau lưng anh đó nghe anh Trưng. Vô trò mình lấy giải thưởng gạo mình đi tặng cho bà con nghèo. Cái này tao với anh Trưng là đất luôn, biết thưởng gì ở đây nha. Quá ăn ngày hợp phê. Bám anh đi. Trời ơi, nó đắt ghê dữ rồi bà Tám. Trời ơi, ông này ở đâu mà ông cu lê hay dữ vậy ta. Ê, ghi một vô đi con. Bà mẹ bữa nay con này sao mà nó bữa hổm 70-80, bữa nay lên 90%. Cái kiểu này nó ép tôi già cả, chắc cái kiểu này tôi mau xuống máy dữ lắm rồi nè. Ê dư miếng nhiều ơi, dư bộ ơi, bộ để nó thả nhẹ nhẹ chứ, không mạnh là tới xuống mà. Ôi, phải lấy trong mình rồi đó nha. Lên hướng vậy? Hai cái lên hai bàn luôn. Không lẽ mày không tắt? Lê dạ. Hai đó là tắt. Lê dạ. Không lẽ mày không tắt quá? Một, không lẽ mày không tắt? Một, nợ rõ bể rồi. Trời ơi. Hai trời ơi, tao mà nếu quýnh chặt trái này mày cũng nhịn đói chứ. Nghe. Hai đồ. Giả coi là đồ chơi kỳ lắm à. Chuyện kỳ để chuyện của tôi. Nó luôn đó. Nghe không? Có ai chú Ngọc ơi? Hai nữa. Hai đỉnh. Ô gà bư. Bà thì quýnh cái bi đẹp còn hơn rồng hơn trắng nữa. Trời, trời ơi, ơi. Trời. Sao rồi con? Sao con cảm ủa, giác? Rồi. Ủa, rồi. Nhật, em quên nó phát với Ngọc sao trong mạnh mẩy kỳ vậy con? Mới đầu thì nó nói sao là cấp cuối mình phải nói vậy nghe. Chứ cấp cuối mà đêm là con không có chịu đó. Mình là đá không cuối đó cho tao bắt cậu chơi nha. Cấp đầu mình nói sao là cấp cuối mình phải nói vậy đó. Trời ơi, tôi là tao nói nha, là trước sau như một. Oh. Ừ vậy đi bộ. Hả? Chị đặng người ta đi tôi tha mấy cục lơ này mấy cục lơ đó tôi tha mấy cục cơ bộ. Ừ gắn không bay lót. Nhẹ thôi con, nhẹ thôi. Nhẹ thôi Pháp. Pháp nhẹ con. Đáng rồi vậy. Ừ nhẹ thôi con, đã gì kêu con nhẹ thôi con mà sao con quýnh mạnh với con. Chết. Thở lên chút Kiều. Thở lên chút Kiều ơi. Khó nha. Khó chuyện đó của tôi quê, ông đừng có lu bu quê. Cái gì khó quá, tắt miếng nha con. Rồi rồi, thì nó xuống đây. Rồi rồi. Trời té giếng mà ai ngỡ thiếu trời. Quá hay chú Ngọc ơi. Ngọc ơi đỉnh, chú Ngọc ơi là tưởng đúng không? Ôi. Ủa em nữa, thôi chụp lại bộ. Nữa rồi kéo nữa rồi, thôi à mày mới mà hồ về đó. Ừ đã tao nói mày mới mà hồ về.
Ê Út à, bậy Út ơi, Út. Ừ, đừng có vậy Út. Không. Không. Mày thấy gà thì cũng có lúc lên lúc xuống, mày thấy gà ràng không? Quay đây. À, thấy ông lẩu già chưa? Mình nó giật vàng ngon quá. Hay quá Pháp ơi. Con bữa nay là chị thấy con hay nhiều lắm rồi đó. Bà không biết dắt luôn, không biết sao quánh luôn. Rồi xong. Xong rồi. Rồi năm đến các bạn á. À, không do là phạt 10 điểm đó. Bà nội đó. Nó nói không được. Không được. Ai lên cái bàn nào chết ơi được. Bê ông nội tao cúp mê. Ừ, ngủ cái đèn rồi, gạy vô cái thế đèn phải không có cái vàng không vậy thì chết được đâu. Ừ thì vậy đó bồn. Nhật ơi. Nhật ơi. À tụi nó không đá em trời. Ô. Ừ, trời ơi đó bồn ơi. Một. Giống mẹ. Quá, bữa nay bồ mày với mày về một. Một. Bồ mày bữa nay sao một. Một em đá bồ. Ừ vậy đó bồ. Thôi đi. Để chuyện 20 hoặc cái chuyện đó bồ đừng nói chuyện thật thôi. Còn cái chuyện mà 23 diễn ra quá bình thường rồi. Sao rồi sao rồi cho mịn mẩy anh bữa nay khỏe không sao? Thua nữa rồi hả? Trời Phật ơi sao thua mà muốn năm vậy trời. Cái ngày nay là ngày không tốt cái gì nè. Sao cũng làm được. Ngày nay em thấy anh nó không có được tốt nữa sao rồi. Mơ gì đó tao kêu nằm mơ ban ngày vậy tao kêu mày ghi một vô đi mày đừng có lu bu. Wow, không biết sao quánh luôn. Tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Tôi nuôi nó nhờ từ nhỏ tới lớn mà làm như tôi không nuôi hay gì á. Không biết sao quánh luôn. Yếu già lắm. Yếu già mày dữ lắm. Yếu. Sao tự luôn mày đã cháy khó quýnh chúng là cả vấn đề rồi. Rồi hết quýnh. Hai. Dân mỏng cái gì? Chuyện đó của tôi, ông đừng có lu bu. Cho dân mỏng kìa. Dân mỏng dữ lắm rồi. Bà tính tâm lý hả? Tâm lý hả? Bà. Để cái tâm lý vậy? Tâm lý hả? Đầu vô nè. Chúng người vô nè. Quăng nè. Chúng người vô rồi. Đó, mười mấy ăn vô. Đó, mười mấy đụng vô, ba nữa, mười chín. Mày ăn vô đi, mười mấy thì ăn vô. Gì đây? Chúng người chơi rồi, đừng đá má ơi. Trời ơi, không đá mà trúng gì. Tao mày gặp nè, bà chúa trời đạn ở đây nè Ngọc. Tập trung đi, đừng cho má. Hình như á, Ngọc với
Ngọc với thằng Pha ấy, quên, Ngọc với thằng Pháp này á, nó kỵ vậy với nhau. Còn nó hợp nữa, hợp với ông Sáu à. Thôi, nó nhiều. Thôi, mày ăn đó hả? Cái chuyện đó của tôi nói gì tôi nói. Vậy ăn đó hả? Ủa, mấy cũng chụp cái vậy? Ờ, cái chuyện 30, 40 gì đừng ở đây. Nó nói 19 người ta nói ăn rồi, nó kỵ rồi. Mày thấy 19 thì lúc nào nó cũng lớn hơn con 11 rồi. Không ai mà quên đeo dám ghi số 19 chứ. Trời ơi, sao giá đó. Quá. Bộ phép của con bỏ hết rồi vậy con. Đi như cây cơ. Đi cây cơ, tiếng nó có dịch chút nào mới sợ. Đây nè, mày nhìn tao đây nè. À. Ôi nè, nè, nhập vô. Nhập vô. Đó, vậy đó. Sân trường em mát quá. Ê, coi vẽ cái sân trường đường đó, nó đâu giống với đường đó mày. Đó sầu gom. Đó sầu gom. Nó sợ lộn, nó lão ngược lại. Quên đó sầu gom. Ôi, gom dữ không anh? Này. Nó dễ sân trường đó, nó sợ sân trường. 3. Ba thôi. Gì? Đó về về. Nó tính quên đường ngâu đá vậy ơi. 4. Hùng nó lại nghe, bồn hùng nó lại. Hùng nó lại. Ờ đó, vậy đó cho mày quýnh thêm đếm, đếm nữa đi. Gì đây, dần nữa hả? Dần. 5. Cái này sao trúng được mà nổi? 6. Rồi ghi 6 vô đi bà Tám ơi. Trời ơi, vẫn chơi hoài mày kiếm kim bồ mày trái này nó trúng. Nhìn nó đây. Rồi thật không? Sao nữa? Đó, mày cho tao kêu ghi 6 là ghi 6 đi chứ đừng có cãi tao. Nãy nở lên xíu kéo đỏ qua được rồi. Mày đừng nói chuyện lu bu à, đừng có nói chuyện lu bu với tao à. Coi tào lao. Trời ơi, tào lao mà tao ăn từ sáng giờ còn cơ hay mà thua từ sáng giờ. Nãy người ta có 15 điểm nghe, nãy là thoát, thoát, thoát. Cơ. Coi tào lao đó, coi à, anh Sáu từ sáng giờ. Không có là để lộn đó. Quay em chân đi. Hồi ơi, cả nhà ơi, cả nhà đừng có nghe nói chuyện tào lao. Dạ, thua rồi, cái hai một tử. Hết làm chơi. Con da mà đủ hay luôn, đợi qua đủ hay luôn. Lâu. Đó, mày còn 10 điểm nữa đi. 10 điểm nữa. Qua mà cơ chỉ 14 luôn, chưa ý, chưa muốn. Giống như chưa thẳng cơ, giống như nó còn hơi bất cứ chút. Kiểu còn hơi bất cứ ha. Ờ. Thôi đó, Ngọc ơi, mới chơi chơi đây, nói chứ mới chơi rồi, ăn cái đó rồi, mình lớn thì lớn. Thôi, trời ơi, sao có thiều tôi miếng không dư miếng nè. Để, quýnh đây qua bản thượng hả? Quýnh mới chơi dư cái đó qua bản thượng. Nhân ngôn có liền. Chắc phải lộn bữa nữa. Ủa, đó, chắc phải lộn bữa nữa quá. Mày chắc quá. Phải lộn nữa quá. Lộn nữa quá. Được không đó con, 33 vô đi. Ở tôi nói được không đó con, 33 đi. Ê như cây cơ rồi. Ê như cây cơ. Công nhận phát hay thiệt. Trời ơi. Đánh cái chất. Gì đó hả? Cù lê, cù lê, cù lê. Bà cù lê. Tiêu rồi. Bà cù lê đó kìa. Ủa đâu mà lộn cái đó hoài trời. Đó. Cái vậy? Thì mỏng cái dậu đó mà sao nó hơi vậy? Dậu quá trời. Chơi cái đó. Rồi, quý với tao cái 20 điểm. Uống đủ 50 điểm, 37 điểm, 38 điểm với trời hai tao. Lách chết cái miệng. Rồi, được cô Lê. Cái đâu thì tôi tới đó qua không có đầy lộn. Trời ơi, điểm 1 phần là 8 hơn. Điểm xe này mình với chú Ngọc để cho mình cô chút với anh Trương Phô Đô không nhỉ?
Đó à, chắc có thu non à. Đúng rồi cô Lê rồi. Chắc ai? Có thu non. Một điều mình sẽ làm thứ ba cạnh chim cánh lớn không vậy? Chim cánh chứ gì đó. Ba. Đừng có đi cho mà cớp cớp đi trời. Con. Con này. Con hả? Ba đây. Đúng rồi, nãy quên hello. Hello vô đây để mấy à, nó tách cơ rồi đấu thừa nó à. Ba nữa là được hai ba đó hả? Nó đã được. Ơi chắc rồi, chắc rồi. Chắc rồi. Chắc rồi. Học mày. Học mày có chút đi. Bốn. Cướp. Bốn. Cướp, cướp, cướp. Tới chuyện nữa rồi cả nhà. Làm đi, làm đi, nó đi vậy không đó. Gì á? Hay quá. Bốn, bốn. 48 là nổ phải gì? Thằng đó. Trời. Mới. Mới có 20 mà đi 4 nữa là 48. Hết trời Phật ơi cả nhà. Tôi lại không sao tôi đi. Cái này sao mà chắc em muốn tính đủ 48 này á. Giả mình không ác hay giả mình ăn. Tôi nếu được cái của mình đi. Được cái sạp không em còn muốn nữa. Còn ba đó muốn cái khác. Con này. Chơi vậy rồi. Người ta đang uống rồi. Tao chết rồi mày báo. Tao cái tội nữa. Tao qua nước rồi. Qua mày ấy nước đi về đó tao giờ nó. Tao mà đã có gì cái là đâu. Chú cháu mình hiểm luôn đó. Bây giờ nó sợ đó, nó chạy dưới đầu cầu. Ê, chắc rồi. Ai coi có quên nữa chưa? Này tự nhiên nó cũng ho chứ đâu. Ê, cái này là không có được nha, bắt à. Tôi bắt đó. Bắt đi. Bắt bắt đi, ai sợ. Thời tiết là nắng sao mà tôi mắc ho đâu. Giấy tờ hợp lệ, giấy tờ không hợp lệ là tôi bắt đó, chứ đừng có hợp lệ. Được. Làm cái cạnh alo đó hả? Ừ, đúng rồi. Chạm chạm chúng ngày trái ngày khèo quay có chịu luôn không? Hả? Bún nữa lắm à. Trời ơi, nó nằm đó luôn trời. Má ơi, má chạy đạn thì nó nói mày rồi đi, má nói chuyện muốn gì quá. Má nói chuyện bố mà. Ngu ra ngày thường trời. Mạnh á. Mạnh á. Ừ. Mạnh mới được. Trời ơi, trời đâu hiệu quá cái tao. Chứ ngộ hả? Chứ ngộ ngáp rồi mày kêu tao mạnh mà. Mày kêu tao mạnh mà ngáp. Hở ra bộ, ê hở ra bộ. Đó, đầu tao thương mạnh nè. Cho bố cô Lê. Xe xuống coi. Ừ, xe vô. Xe vô. Ôi giời, trời ơi. Quá rồi chưa cả nó luôn. Quá luôn. Một nữa, hai qua. Ô, vậy là dư miếng nó cũng dịch xuống rồi. Rồi, hôm nay một điều chắc đây. Một điều chắc lắm. Xe vô. Xe vô. Đó. Ô, kéo vậy mà dư tu miếng trời. Điện ở đây. Trời ơi, công nhận ha. Quá. Thả gom ghê trời. Ồ, tôi biết bộ chạy đạn rồi. Rồi đừng có ném, không mệt lắm. Ôi, chứ bị mà gần tới là nó quéo. Ăn quéo không? Không. Bà không quéo trời đánh tôi. Ờ, trời tự nhiên tôi không quéo, không kêu giờ đánh tôi cả nhà. Bà còn quéo hơn ta nữa. Quéo biết bao giờ, xuống không luôn. Nó mới ra rồi, cái chú mày tới nó quéo mở đổ thừa mà quéo hoa bọn quéo trời đánh mày. Quéo sao bằng bà. Quéo biết bao giờ nhôm nhất rồi. Sao mà thầy giỏi một. Đừng quéo đâu, cái gì giỏi mà. Ừ, nó dựng cái hai giò vậy. Bà vắng quần lên coi. Bà sang quần lên coi coi. Trời ơi, trời tự nhiên nó xấu gì mà xấu quá, xấu rồi cả nhà ơi. Nó quéo mà em nói vậy cái nó nói dạ. Yếu. Nếu bà không quéo thì trời đánh mày. Vậy bà nói không, bà nó không có. Có nữa
anh có anh chở. Muốn quên lại cái đó quá. Dạ mì dư ta. Về đây bồ. Ồ, bồ này bố đè xuống hay dữ hả mày. Ê, có chuyện gì xảy ra không? Miếng nữa coi. Ừ, vậy đó. Tiên quán đường có để mực. Cho mấy điểm. Cho mày đòi mấy điểm. Ghi hai vô đi bộ ơi. Đã nói ghi hai vô đi bộ ơi rồi. Hết đánh rồi. Sao nói chuyện ngộ rồi trời. Hết đánh rồi. Bà tám. Đây nữa bà ơi. Bà nói chuyện gì mà tôi không có đồng ý à. Tiếp tục. Quái cơ sườn mỏng này lắm. Một cái sườn mỏng. Quá gom cô chú ơi. Gom được thấy gom. Cô chú thay đèn có xô không nha. Trời ơi thôi cả nhà ơi, để nghe lời nó cả nhà. Làm khó mình tư làm khó. Nói anh bồ. Liệu cô chú trên tiền xe này có thua được không cả nhà? Ê trời 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 trời. Trời ơi. Chúng tôi vô rồi. Chúng tôi vô rồi. Trời ơi trời. Một nữa tám. Ôi thật luôn trời. Ê à bè à trời ơi thôi à. Trời lùa tám trái chuyện lượt coi. Trời là mà thiếu. Ủa cái đó sao thấy có ăn không được không trời. Hả à, hả bộ? Cái đó thấy có ăn được không? Trời ơi. Trời ơi đâu mà dữ vậy trời. Mất xà mất xì. Mất xà mất xì. Bà ba nó xà phải chậu đây. Bát gì? Hai cái còn một cái mà. Trời ơi. Giá không? Lợn múa lợn. Giá đâu có gì vui luôn á cha. Uống giá đúng rồi. Dạ. Chào anh. Dữ lắm. Dạ. Chào. Em là em nói thiệt với anh chứ là đất em là 100 công đó. Em mà 8 cái quầy ở chợ mà em bán riết mà đất không còn cục mà quầy chỉ còn có một cái giữ già thôi á. Cũng như giá. Giá thì mua giá túi vô cả nhà đó. Ơi nói vậy chứ anh cho em nổ chút xíu nha cả nhà chứ em thì em không có mà đúng gia chuyên nghiệp á. Dạ thầy ba chúng ta không móc đất ra mấy này. Là trúng thẳng luôn chứ không có móc đít đúng không? Trời ơi em thì em trúng thẳng thôi chứ em có móc đít bao giờ? Ba băng đó. Không hay. Tới rồi tắt thở rồi bồ rồi tắt thở rồi lên. Bị mới siêu đẳng. Đó mày nghe người ta nói chưa? Sao? Bây giờ là phải quýnh ấy quýnh và trúng thẳng. Móc đít thì thôi nghỉ đi. Móc đít thì đâu có được. Hốt quá cái trời. Ở đây là cái nhà lá vườn. Trời ơi, tờ. Chuyên nghiệp thì mình đi thì giải đi. Cái đó. Qua xe rồi em luôn con. Ừ, vậy đi con. Thôi chắc, thôi vậy. Thôi chụp lại bồ. Thích thằng bố vậy là vừa rồi. Thôi chụp lại, đã nói thôi. Ủa 32. Thì chắc giờ sườn mỏng rồi sao. Nghe vô sườn mỏng rồi. Qua vậy mà chú Bình. Ngày tôi. Đâu dám ngéo, ngéo là bị sườn mỏng vậy nè. Ai kéo. Sáng vô, sáng vô. À, hợp lại. Ở anh bộ. Ừ. Ôi thật ơi, trời ở đâu mà xác em dữ là trời. Phải xác gì mới được. Nổ cái bơm lên.
tao quýnh mà nói chuyện mày muốn nổ là không phải có vấn đề mới nổ. Cái mỏng đó dạ. Bà muốn sờ muốn gì đó quyền của tôi, ông đừng có hỏi luôn. Bà ông hỏi ông hỏi luôn. Ôi, đi đi. Đi đi. Bốt. Ấy gì cơ? Ấy gì cơ? Cha đi, tôi đi có hai chồng coi. Bốn. Bốn. Bốn rồi. Ngồi ô tờ vậy mà giặt vậy mà thiếu trời. Bốn xong đi bà tám. Bỏ thì có bỏ lắm. Bốn như vậy. Vô để coi Ngọc Quýnh cái này có trúng không hả? Bốn nữa là bảy, 37. Ai táo cho nó vậy chứ. Không là đi. Ê, đi đã đi, đó, đi, đó, đi, đó. Đi đã đi rồi có lớn lắm. Cái đeo cái này con gặp cuối lại sao được. Rồi gắt ra thôi chứ gắt cái này. Tao á hai thằng mày á sợ mày gắt ra, còn mày gắt không được để mày lo. À. Cái này được không? Đi ra nó về ngập rồi. Mạnh nó bầu. Gì nó xài này. Không. Ừ vậy đó mạnh mạnh mới được. Cái nữa chúng mới sợ. Gì cũng xài cái này nó về đúng tiền. Rồi luôn nó tính luôn. Năm. Mình thấy mình thấy chúng vậy ác không? Sáu. Sáu. Quay cho mày chú Ngọc là thử của con. Thượng của con à. Cái này chú Ngọc biết rồi chú Ngọc ơi. Thôi bỏ chúng cái đó tào lao quá nó không đi. Bảy. Đáng nhiều bạn nhỏ, nhiều bạn nhỏ là thay đổi như vậy. Lọt đó. Tám. Không, dù thế mình gọi chạy đi nổi người gái. Dò này yoga đây hả? Trời Phật ơi, vẫn chơi hoài cái này nói dò gà. Dò gì? Dò gì á, hỏi bồ mày muốn dò gì á, chứ mày không lo. Tám. Tám hả? Tám, tám. Ồ. Có 40 bạc à. Ngồi dậy giữ tờ, thả để không đi. Đi 2 cơi nữa kìa, có chút cúm. Cúm rồi. Cúm. Cúm này vậy nè, cái đỏ là một con sôi vậy đâu. Trời ơi, sợ ai mà mâm xôi bà ta. Để đầu. Đầu quá vậy. Cho. Đi kia sao chịu nổi? Để đạn con quánh chịu nổi đâu. Dép giày mẹ đi sợ gì nó mà quánh vậy. Đúng rồi, đúng rồi, khó dập. Trời ơi. Mày quýnh vậy ai chơi với mày? Gì đây? Ờ hứ, con nhận chứ con cháu nó quýnh đường gom ác thiệt à. Bốn. Sát vô bộ ơi, sát vô. Còn lỗ đó nghe con. Lết luôn. Ừ trời ơi. Mới giúp tôi chán mới được. Điểm lớn lên đây bồ ơi. Sao? Ừ, bồ đừng có ngậm kỳ lắm à. Sáu gắng điểm nữa đi con, đặng mình quýnh đeo đồng chứ hay dễ.
Ừ vậy đó, chơi là phải chơi cho ăn thua đi. Ừ mình quýnh là mình phải cho ăn thua vậy đó bầu. Đi nghe cơ, đi nghe đi cơ. Hay nữa lắm. Lấy nó bốn lại. Trời ơi, chắc mình cù lên luôn chứ. Thôi à, bắt đó. Bắt đó à. Ừ. Cú đây sao đợi một cú đó không biết nữa. Đâu có sao chạy trước rõ nè. Vết nãy chúng lên trời. Nó bộ quýnh sao đó, bộ quýnh đi. Tôi bắt xét thì giữ tôm thôi. Một cái nhữ, một cái nhữ. Điểm một à. Chát vô ở đây nữa coi. Có gì kéo gì tao đi. Ừ. Ôi quá thịt vậy đó mới ngon nữa à. Vậy sợ nó đang nổi. Như vậy 48 là 38 rồi phải không? Ơi da cái bà. Nó xong rồi đây. Bữa nay trái vậy mà mẹ quýnh giờ không lấy ấp phê ấp bọng gì hết trời. Quýnh được ghê mà. Quýnh vô trắng lật qua nó phê mà trắng nó chạy được ghê. Quýnh con tre dặm đó. Quýnh con tre đỏ nó lật qua vậy. Quýnh cho trắng nó dặm băng chứ đâu không. Quýnh trúng đi rồi từ từ tính sau. Ví dụ gì mà bật lui bật tới đó cái thằng. Chưa trúng trái nào mà bật bật. Ừ. Hay dữ à con. Wow, xong rồi, xong rồi. Thằng này nó có điểm tôi nói nó. Có người khán giả ơi. Trời ơi, trời. Kiểu này lu bu dữ lắm rồi đó. Xong rồi khán giả ơi. Trời ơi, tôi nghe thằng này nó kéo điểm làm tôi quýnh chặt lắc cho nó trời. Không giữ rồi trời. Một. Rồi bảy rồi. 50 với bằng mấy? Dạ con nghe chú. Quá bổn bộ. Dạ mẹ con có này khỏe chú ơi, ăn uống cũng nhiều lắm. Quá trời uống. Dạ. Dạ. Dạ con đi ba. Nó là khó dễ đồ chứ. Dạ. Dạ dạ. Con ba phạt vậy đây. Ừ. Dạ, dạ chú không khỏe hả chú? Dạ dạ dạ. Mẹ con cái này đi lui đi tới cũng khỏe chú ơi, ăn uống cũng nhiều. Ừ, nãy giờ ổn quá ổn. Dạ. Rồi tụi em cũng con cũng khỏe hả chú? Thank you.
nữa. Không nữa 4 ngày hết chứ. Dạ không đó à, thôi Pháp là gì không có ép con Pháp ơi. Đã gì nói từ bây giờ rồi, gì nói gì không có ép. Vô lộn luôn vậy, lộn luôn, ừ, không vậy đó bồ. Vậy đó. Ra đi tôi kéo về coi bồ. Vậy đó. Không bồ, bồ đừng lao rao, đừng chỉ đường khơi. Này lộn chắc. Lộn bỏ. Lộn lớn, quá lớn. Lộn bỏ. Nè lòn lấy. Lòn bỏ đó, tôi nói lòn bỏ rồi mà. Chỉ cho bánh chịu. Thôi khỏi đi. Gà của tôi gà độ mà đó. Quần áo chứ. Tao đợi tao nói rồi mà. Tao mà nếu không không ăn thì mày cũng đừng nói đi, không có đường trúng á, chứ không có đường học. Trời ơi. Mày thấy tao bắt bét dữ tao chưa? Này để đạn quá. Một hết chưa? Một. Đứng chơi vậy mày. Thấy lỗ không? Thấy lỗ không? Bồ tao rồi, tao sắm vô là ngay con gà điều mà mày nói khơi rồi. Điều đâu? Điều ở tại sân bay. Điều ở đâu? Đi hai để gì đó. Ngày 44 như vậy, tập điểm được em chơi. Thôi sao mà đều nó ba hướng ba nơi không vậy nè. Thôi ba hướng ba nơi không nè con. Lẽ ngay nữa tờ. Lẽ ngay nữa bà nội. Lẽ ngay nữa. Ngay hoài đi tao. Năm mươi một. Rồi chiếc ga đây, ta đi cái này ta sơn móng coi. Sơn móng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, sơn móng rồi. Phải sơn móng mới trúng chứ không sơn sao trúng bà tám. Ừ. Một, ừ gì ừ. Đó. Không có ừ gì ở đây chứ. Gì đó. Ngày quên mà cái nhẫn của thêm rồi. Hết tình hình. Ai. Hai rồi đó nha. Trời ơi, có ăn được gì đâu trời. Có ăn gì đâu bồ ơi, hai nữa, sáu. Ồ, chỉnh lại được rồi. Trời ơi, đâu dữ vậy trời. Ngọt này. Thằng ngô để vậy mà cũng nói quýnh không được, để sao để sọc khỉ mẹ cho thằng chân nó quýnh đây à Ngọc. Rồi để vô gà nguyên con vậy mà hỏi trái này sao quýnh trời. Mấy giờ chút nhiêu vậy, mấy giờ chút đi mấy hả? Hai. Hai nó là 46, 46, 51 cái nhầy. Rồi chưa nhanh đi chưa tính nha. Nắng giờ này đi lên. Trời ơi, tính hỏi liệu xe này anh với cô Trúc có thua hai xe đúng không? Cái gì dữ lạ không? Có đẩy đi không? Ừ. Ba nữa. Bốn cái gì vậy bộ? Ê, thôi nè đều, thôi. Ui, thắng lại, đỏ ha. Ừ. Lỗ rộng lắm đó nha con. Tại vì nói với con là cái gỗ nó lỗ nó rộng lắm thì con mới đúng được đó.
Quá em chút đi, liệu có chút xe này có thua không cả nhà. Rồi sao mỏng nữa chứ đâu. Một. Liệu gì đừng có nói liệu, có công luôn. Mỏng rồi. Sơn. Ồ à, thiếu sao? Thiếu luôn rồi. Thì mày kêu tao sơn, mày tao sơn rồi sao mày nói chút xíu nó thiếu lại gì á. Hai. Kéo nổi không? Nổi. Nổi không? Kéo nổi không? Đẹp rồi. Trời Phật ơi, hai bộ ơi, nghĩ sao lộn em trời. Hai nó 51. 51, 52. Trời ơi, rồi ơi. Trời ơi. Trời đất nào cứu mày. Mày nghĩ đi. Tao quýnh lộn cái đó thì mày phải thiếu cái này chứ. Mày nghĩ cái cá tao nó không lộn. Anh nhiều mới thiếu luôn trời. Ủa, Ngọc ơi Ngọc. Ô trái kéo gì là không có được chặt á, được sao chặt em cả nhà ơi. Lòn cái là em đau lòng liền. Anh Dũng thiếu luôn. Không thiếu. Cái gì chơi bỏ đi không à, khỏi thằng ghi điểm, chẳng qua là quýnh bỏ điểm cho mày chơi đẹp này. Con bây giờ con hết phép rồi có ông Pháp. Pháp ơi con hết phép rồi. Mình chú Ngọc ăn. Thấy chết rồi bà đây. Một mình chú Ngọc ăn rồi. Thấy chết rồi bà. Ôi ôi trời vậy mà thiếu tôi trời. Chúng nào ai chúng nào la chạy vậy? Cảm thấy mất lỡ người một chút. Ôi đau lòng trời mẹ, cái đó qua lại dính đòn rồi sao mà thiếu tôi trời. Cái nón của ai ta? Về Ngọc à. Bây giờ sao mà ta để cho mày toàn mày ủi không mà Ngọc. Ủa bà sát băng ác rồi chứ. Để mà bà. Để cho nó giờ này sao mà Ngọc để mà ủi không mà. Thôi cái này mà nói điểm cho bồ tôi trời bao nhiêu. Ồ cái này mà tôi bồ tôi tí không đẹp đá cho mà đá một cái coi. Ừ đá một cái ngày gì trời, mấy ai bồ mấy điểm lớn lên. Ừ hai điểm hai lớn lên thấy chơi ta. Chân này mà ta gài đi Ngọc vậy mà nó không lo nó đi nữa thôi tao không biết đường luôn. Trời có hơi tối cả nhà thông cảm nha. Do cái này vô bão quá vậy. Chuyện mưa tối ngày. Mưa là tối trời tối đất cả nhà. Cả nhà thông cảm bỏ qua cho mình chủ yếu là mang lại cái hình ảnh với cái hình ảnh cho tốt nhất cho cả nhà xem cả nhà. Mà như trời nó xấu thì cả nhà thông cảm cho mình. Trời ơi xui dữ rồi mày. Cũng không làm gì luôn. Xui dữ vậy. Ta không làm gì luôn. Khó chứ. Sao mà khó được, mình quýnh đường này mà ta cũng có được ăn đâu mà khó chứ không khó. Khó. Mày thấy tao quýnh không? Thằng Ngọc nó muốn ăn là cả vấn đề nó mới ăn được. Vàng về dữ lắm, nó quýnh có nổi đâu vàng về. Nè, quýnh có nổi đâu. Nó đâu có nổi đâu. Đâu có nổi đâu, người ta tưởng được hột. Trời ơi, trời. Tưởng được hột. Trời ơi. Tưởng được hột. Gì nó đây? Ta tưởng được hột ý. Tưởng được hột. Xui quá. Quá xui Ngọc ơi. Gì ở Sơn hả bà Tám? Bà đâu phải thợ Sơn đâu bà Sơn. Bà đứng lớn lên bộ ơi.
gì đây? Bốn gom như vậy? Gom gì gom, cái này mà nói gom. Không có được gom nổi. Có lớn cũng vậy đó. Có lớn rồi. Năm. Đã thấy, ừ trời ơi. Buông luôn cái tay bồn. Tài ác trời. Ben đi, nhắn Ben lên đi cho mày 2 điểm. 6. Hơi nhẹ. Thôi được rồi bồ, ừ cho ta nằm trên cái bàn coi. Ừ. 7. Ôi. Súng trai đó hại cô rồi đó nha. Tám. Dính. Nổ qua không á, cái chuyện đổ qua không á. Nó đổ qua không á, đó tao hỏi đổ có qua không á. Trời ơi. Trời, trời nào cứu mày. Chính. Quýnh dở thì nó dở mày đi giờ trời nào cứu mày. Chính thôi là 61. Bánh tiền không luôn rồi mà. Ủa quá ủa. Nó đi ra thiếu không làm gì đâu. Không làm mình gì đâu mà mình. Trời. Chú là tự ta xì à? Ừ, xì. Cái này mày xì cho mày đó. Qua xe cà đem luôn nha bồ. Ừ. Được chưa? Xe đó mở quýnh sao dư luôn kìa. Mình đã đi đó còn có 15 nữa, nhiêu rồi. Cái đó thì nhẹ nhẹ xuống đó thì 15 là chuyện tầm thường rồi. Rồi chờ nó hai bộ nó dậm hai cơ này là ói ỉa luôn rồi. Nó vàng lấy điểm nữa. Xe đi không còn một chiếc đó, mày làm sao đó mày làm đi. Ừ vậy đi bộ. Mấy ai? Sao? Ừ đếm lớn ra đây đừng có ngậm hơi phun gan nóng à. 6 rồi ghi 6 vô đi và 8 thôi. Để tao thơ lơ vô tao giải quyết coi. 6 nữa là 6-7 thôi mình cũng muốn đồng được mà. Cơ mà. Muốn đồng được mà. Sáng luôn. Đây, thở ra bộ ơi, thở ra bộ. 6 nữa. 6-7. Ôi ôi sao mà thiếu tôi trời. Vụ gì? Vụ gì đây? Hôm nay thua xe này nữa, cô Trúc tiêu bố bể nha. Vụ gì đây? Ờ, cô lê đá không ta? Thì cái chuyện đó mày đưa cô lê đi, gửi đá không, chuyện đó của nó, chứ mày hỏi ai hỏi đá ai. Không? Hả? Ừ, né qua mà né có được không? Cái chuyện né có được không? Không. Ừ. Ô, đi ra mà nó hỏi cô lê đá không ta? Ý kiến đồng đội. Ok vậy bên đây. Bên đây cho nó qua mà sao nó thiếu em miếng trời. Gì nó đây. Trời ơi thôi à. Nó nói thôi à. Ba. Qua đây coi. Ô, cát cho cái bộ ơi, cát cho bộ, cát cho, cát cho. Ừ vậy đó. Cô chốc của xe này nữa, gọi anh Trinh ngày mai có đúng đâu mấy nhà. Có ăn không?
Trời ơi, ba rồi. Ăn chua, nhà mày ăn chua. Các bạn ăn chua mà nói cái câu vậy. Mấy giây tôi gặp? À, ba. Ba nữa, 70. Nó bảy mới có 70 à. Không, anh ơi, em mua rồi. Mua xe pizza này tiền đâu nữa, mua pizza. Đâu nữa, mua pizza, có 10.000 bạc rồi, mua mẹ hết rồi. Bể, nói xe này nữa là bể. Xe này nữa là bể rồi. Chưa mày ơi, còn xe vô cho mấy bể mày. Ý là tôi giúp cô là không có gì nào mua 2 xe nha. Mua 1 dập 1 xe vậy đó. 1 dập 1 là đừng có nói chuyện tào lao à mày. Trời ơi trời, tôi chưa thua mà nói tôi dập sao lần 1 10 xe. Ai hết chứ? Ai? Ai nữa 59. Trời ơi. Ừ, giác Long Xuyên rồi, mình có chiêu đứa Long Xuyên mà. Tử rồi, tử ngoài tử còn gì nói không tính. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa chúng là gì mà mày nói chuyện ngộ hả? À? Nhìn kỹ có thể thấy mày dính dẹp. Trời ơi, nhìn kỹ. Trời ơi, tờ quýnh nha, vừa ăn không ăn, chạy về quê mà ở đâu hả đá em. Nó mày làm gì? À, là cái đau quá. Cái chuyện đó thì thà làm thử mới biết. Gì đây, gì đây. Đường nào mình cũng đá hết trơn, không có đường nào mà mình không đá vậy. Ừ, vậy đi. À, ngon. Vậy mới ngon. Ngon gì ngon. Vậy mới ngon. Cái này mày giặt con trào nữa rồi chưa trúng. Trời ơi, chơi dữ hả bay. 3 nó 73. Như rồi, mới có 73 hả? Mới 73. Mới 73. Chút, cái tiền của chú đi. Thôi đi, không có đâu bồn. Giàu quá à. Giàu không? Bé. Giờ lửa anh mất tiêu rồi, anh mà mấy ngày anh gọi lửa cho ta mấy bữa dài anh quýnh nhau mà lửa anh đâu mất tiêu không biết ai lửa mất tiêu ai ta mới mà lửa tôi xách tôi nước tôi mấy bữa dài là hình như là mày ở đó mày giặt ban đêm người ta rồi lửa người ta chìm mẹ mất tiêu luôn rồi mày tàu lao ai mồi lửa dân đi giác số người ta xuống rồi cũng quýnh anh em rồi quýnh vui chơi quýnh bị mèo thôi bị giặt người ta tới nay lửa nó mất tiền vậy là luôn. Bốn nữa là 63 à hả? Gì nữa đây pháp bà? Pháp gì con? Con ơi cái gì? Mẹ nó không chạy lẹ qua. Ừ. Đi một đi bồn. Trời ơi mày lãng gì mà lãng dữ hả Pháp? Gì đây, cá bóc rồi. Ừ, vậy đi né đá thì nó phải... Nghe nữa hay gì à trời? Nghe rồi. Trời ơi trời. Thằng ơi. Thì ở đâu rồi? 164 74 74 63 cái vậy? Quá điều rồi, xe này quá hấp dẫn cái vậy. Mấy em mươi á. Tính được tên máy là cái gì đâu, có được gì hả? Mạnh lên chúng rồi. Mạnh gì chúng luôn. Ừ, mạnh lên luôn. Mạnh gì chúng luôn.
Ngay trừ là bà Tám thôi đó. Mạnh lên chú Lương, mạnh lên. Ồ, muốn lấy phê mà sao nó yếu quá phê mà. Gì nữa đây? Đâu Phật ư? Trời ơi. Má lại nha bộ. Ừ, trời ơi. Ừ. Cái này đường nào chắc? Dễ quá. Cái này không có đường chặt. Ừ. Quá dễ. Ê, tao nói cái này không có đường chặt, nó nói quá dễ nha. Rồi, hết quá luôn. Cơm mà ăn cơm về em. Quá dễ ha. Quá dễ. Sáu tư bảy tư hả? Vậy nó phải gom, vậy nó phải gom, vàng tới nơi rồi. Vàng tới không đó. Không tới, dư tới nữa. Tới không đó. Vuốt mạnh mạnh đi con. Thấy nữa. Ê, đừng la đánh gì nó cho nghe bạn. Gì vậy? Đừng la đánh gì nó. Thôi chút xíu bạn, mình kéo mấy cái vàng nó về chứ đó gì vậy? Nghĩ quýnh con nhắn cái cam đi hay thì chết. Rồi đạn nữa đi mẹ ơi. Dạ gì trời. Cãi gì mà trời. Mấy ai? Bà mẹ mấy trái nào đáng quýnh mạnh thì quýnh, đáng quýnh nhẹ, quýnh cái trái nào cũng nhẹ không là chết. Cái mấy cái trái mà cắt dậu á là tao phải búng cạch 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 chứ chó mà chạy ăn ta. Làm sắc băng, làm sắc dậu mà không có gì. Tại vì là nằm giữa bàn. Dặn băng đâu? Dặn băng vàng á. Rồi mấy cái trái đó là trái khuôn đá không có trái nào không đá. Mà tay quấn nhẹ thì mình phải để ăn ta thôi. Quá là điều bi. Điều bi dữ lắm à. Mấy ai? Một. Để đạn nữa rồi. Một đi ô. 85. Một nữa 85. Thôi chết nữa rồi. Đá luôn. Đá luôn. Ừ. Ừ. Đá luôn vậy đó mới vừa lòng tao. Vừa bụng đó. Tôi vừa bụng rồi đó. Vừa bụng tao đó. Đúng tôi sao mẫm rồi. Đúng tôi sao mẫm người ta rồi. Thấy chưa? Trời thật ơi, còn được 6 lần thiếu à trời. Ôi. Ôi.
xong rồi rồi. Bà mẹ đi. Có nhà mẫu sao rồi. Trời ơi xong rồi. Ừ, gà mình hết đá rồi. Tự nhiên trái gì đùa quá mà sao rồi vậy? Sao gì? Ủa cái gì? Sao chăng gì đây? Ôi xong rồi các cả nhà. Trời ơi trời. Đây. Đây. 27. 87. Nhiêu rồi? 87 65. 87 65 hả? Còn có 35 điểm phải không? Ủa còn 25 chứ mình nói 35 chứ. Đúng rồi, tiếng nào? Đúng rồi. Anh mà quăng hơi anh để em gặp thủy nó là đồ anh tiêu á. Thế à, mình còn 13 hả? 13 còn 25. 13 còn 25 chứ nhiều. Đâu luôn, đâu luôn. Trời ơi mày làm như mày tài thêm lại thắng gì nữa. Chuyện như mày nói gác bộ tao đi trận này đủ luôn cho mày ăn đúc cho mày khỏi thêm nữa chứ mày đừng nói. Khó nữa, nó đủ gì. Cái giặt măng bên đây nè trời. Cái giặt măng bên đây rồi đừng nói chứ. Hai con dậu trắng bình thường cái này cũng gom. Cái là trứng. Mẹ chúng mà còn không biết chúng không á, chúng mà hai con dậu trắng là được mà nó gom chứ không. Gà đó. Gà là ngon trời. Nó nói vô gà thì vô gà đúng rồi còn gì nữa. Đây đó giỡn dễ lắm kỹ lắm ấy chứ. Ngoài tiền nó đâu khó. Trời ơi hay đọc lắm nha thôi. Mày. Bây giờ cho thì bây giờ chân nghĩ thì tới đó rồi chân. Ờ, không nói chuyện gì câu về vốn trời. Tự nhiên ông muốn nói cho 20 muốn thua thì giờ tôi để 20 á rồi ông muốn quýnh nhiều quýnh đi. Giờ 20 con chịu lấy mình đi lấy mấy điểm à? Ừ. Mấy rồi? Ừ vậy đi gió lên nữa. Wow mày đi đủ coi này đi mời tao bao mày ly cà phê. Đủ là 5 triệu view nữa đó. Có gì lực ơi cái giò gì nó giật rồi con ơi. À cái giò gì nó giật rồi. Hai điểm nữa, có giật rồi chứ không. Ừ. Còn hai điểm nữa chú ơi. Giò gì nó giật rồi Pháp ơi. Thầy nó thấy cái bị chạy cái nó chỉ nó về tới rồi. Đó đó. Chính xác hành trình đang quay clip đó nha. Đó là con 10.
chơi cái nhà ơi, cái mẹ không chơi, chừng nào chơi nữa nha. Đúng rồi, chai này nữa là đủ tiền đó nha. Nắm nó bê đi. Không có tay của chừng nào quýnh bạn ơi. Ngồi làm gì còn một á. Ừ. Đường nào quấn đường nào. Chồm qua coi. Ừ, đây. Ừ, chồm ghé bộ. Ừ, lấy coi là ăn hai lai à. Ừ, rồi ăn hai lai đó. Ăn rồi. Để chạy rồi. Ở đây chút đó. Ừ. Từ từ quá. Rồi nãy là quấn nổ qua đi. Cái này ta thấy có bê không được, quýnh nổ ngon hơn quýnh trời. Ta không có tay, quýnh nổ. Có thấy đường thứ xá gì canh đâu mà nổ. Ôi trời ơi trời. Trời ơi. Trời ơi. Chứ là mà có tay thì quánh đường nào chặt chứ đó. Nằm xa xa. Ôi, khỏe trong mình này đấy à. Nói gì mà không trắng thì sợ đại đại. Vô cái đường cho nó mát mát chút coi. Ê qua miếng nhỏ bồ, ừ vậy đó bồ. Qua nữa rồi cha. Trời chúng chứ chặt gì trời ơi. Cái này người ta cu đen thôi chứ là làm cái gì. Qua nữa rồi cha. Đó vậy đó. Đó lại cái nữa coi. Đó vậy đó. Ừ vậy đi. Mấy ơi đâu mà đá nhiều tua dữ vậy. Đá lại cái đó coi. Đá gì vậy? Đá rồi, đá này rồi. Đá ngay chứ làm gì vậy? Đá ngay chứ làm gì. Đó. Sơn hả bộ ơi. Giả cái bờ với đủ để đi nó buông ra tao giả cái bờ với quả tao giả cái chính. Ừ vậy đi bộ. Ủa em chán được năm nữa là ăn nhiêu? Năm nữa 92 còn 8 hả? Còn 8 10 hả? Gì đây? Gì đây? Gì? Nó hỏi cái gì? Đã trước khi vừa đến thì hỏi con cái gì rồi? Ủa đâu mà đá nó giật lại trời. Năm nữa 92. Trời ơi. Xong rồi, xong rồi. Đá luôn ừ. Con nữa mà đều. Bà mẹ đánh giật lại. Hai giấy nằm đâu. Nằm đâu á, hai trái nằm đâu á con. Nó nằm đâu á. Thằng ơi giật mạnh gì mà sao mà nó chạy chết mất rồi trời. Thì quýnh thể cho dư cho trái đó mày quýnh về gì mà ai ngờ đâu á. Rồi còn câu mười đó nghe Ngọc đó, đã là nói còn mười đó Ngọc ơi. Rồi xong đi. Xong kết thúc chương trình. Ai lượng cái gì vậy? Trời nó lượng gì chân nó chín mươi bốn chân nó quýnh sẵn này là cho hai bài thi quanh khủng. Ô hết nước luôn rồi. Ừ, hả? Vậy? Miếng trà đá nữa coi bọn. Buông cơ được không chứ? Mình nó kéo đồ đây đã. Kéo đi, kéo đi đó. Vậy đó. Kéo thì để ăn mà không kéo thì để cũng để ăn luôn. Này gom đi nghe chưa? Gom rồi phải gom đó. Gom luôn nghe chứ. Ờ, da kìa. Pizza này gom nghe chứ. Đi trời rồi. Đã. Hơi nhát rồi đó. Đây là có ai hết nước uống miếng trà đá đi nha bộ. Dịch này thì nói không? Ô, uống hai băng này ngon uống chết. Đá mà chúng.
cám chú. Vô chết luôn. Đám qua lắp lại gần gần có lắm. Đó, còn thứ 8 chọc ơi, qua đây giùm nó có gì nó đánh luôn xong điểm đâu không điểm có chứ điểm không gì cái này làm gì mà xong ôi trời sao không có sơn bỏng gì nữa chứ dư sơn mà chứ chấp dư sơn mà tay đâu sơn tay đâu mà sơn băng bi nằm lên các bạn chị vô đây băng bi là cắn công chúng nữa rồi dễ hơn nha chết luôn rồi rõ không bi không có đường đá đó không bi là hao ống một chút luôn đó từ từ mấy ngày mới một và nãy giờ đó hả một tay nó nhảy hai rồi chứ chưa quấn được gì khó quá hai ừ cái gì đấy ba ừ nhìn quá giờ phút này kéo nổi gì sao kéo một kiếm kéo được lên kéo xuống được lên rồi không chút này sao một mâm luôn mâm sôi bốn trời cái băng nữa ta chứ không phải là không cái băng ừ thích vô đúng rồi nổi băng sát băng lại bị chấm sát băng tao đó mà chỉ cắt một băng cũng được đó em kéo muốn cắt băng thì vậy cắt băng đi cắt cái thiếu của đạo đi còn lại bên kia bốn nữa là còn bốn cái vậy bốn cái thiếu có sáu bên kia à. Vậy đó đúng rồi đó không kêu là bên kia đóng đi nằm trời ơi mẹ ơi phải canh mới được chứ đâu phải mà quýnh lên mà vậy chứ năm không nghe nha không đủ rồi không quýnh đi ra cho mắt ngủ luôn nè còn sáu đi Ngọc sáu hả mình còn mấy còn sáu đó năm là còn ba đó đá băng nhờ gì không có đó gì đâu không có nhờ cái gì hết trơn á năm điểm không năm mày không có nhờ cái gì hết trơn á đó mày nhờ cái gì nhờ cái gì quá rồi ơi giờ này mà bà cu ly rồi còn đâu nữa úp bê được rồi giờ này là mà ông ơi mày đừng có nói chuyện tào lao vậy ta ăn thì ta ăn ta ăn thì ta ăn còn vụ gì mà cho ta ăn đất đi rồi vụ gì ngủ à cá vô rồi trời ơi hai con trời một nữa 88 trời ơi từ cái đó quýnh nó phê mạnh mạnh lên mà không có phê đi nguyên qua trời trời ơi có ra xuống mà coi cái bi tôi trời ơi được không nha bồ cô Lê hả cô Lê để không đổ đá lòn qua luôn đó coi đá là phải đá chứ lòn lòn đó có trái đủ tiền mà nó quýnh nó phê cuồn cuộn á gì đó đây ủi cái nữa coi ê ồ cứu tôi chán vậy đó đi bồ thôi vậy thôi sao thôi được mà thôi thôi sao thôi được cho nó cô Lê cái nữa đi quá đẹp rồi đẹp gì ồ vậy đó cứu tôi chán nữa mới được cứu tôi chán gì nữa mới được mấy ai ba còn ba nữa hả ừ vậy đi bộ bốn rồi ghi bốn đi gì còn hai điều hả anh dẹp thôi đi không có lạnh đâu à, đúng rồi thôi anh dẹp đi dẹp cơ đi bộ ơi.
trời nữa. Em biết sao quá sao quá. Ừ. Giờ lấy đỏ lỏng đen đấy à. Cái đỏ gì lỏng bồ chứ đỏ nó mới chắc đó. Thì mình hơi mạnh chứ thì cái mình cũng vậy vậy đó. Gì á? Cái đường nào bắt cái ghê? Cái đường nào bắt cái ghê? Đi trời, đi trời. Thằng ô, tôi thấy tao quýnh đường đó là anh gì đó đi trời trời. Ô. Nó là đường này đường chiến thuật của nó à. Là quýnh hai băng được rồi. Ô, tôi thấy nó ấy cái đường đó là đường ăn nó không có rồi chứ mọi người ạ. Ô, hai băng gì chứ? Còn lỗ là con của đang ba vậy? Còn hai à? Đang hai hả? Còn lỗ là còn lòn nha. Ừ. 99 cái vậy phá sổ. Còn lỗ là còn lòn. Nó còn lỗ là còn lòn. Ngọc ơi không còn gì nữa bắt cái lỗ. Còn một đó. 99 cái vậy. Đúng rồi. 98 trời ơi, ê, trời ơi trời ơi trời, trời. Cái thằng ơi trời chứ bị gì mà thấy cái lỗ không lộn mà sao nó lộn trời. Ừ trời ơi giỡn thầy ba mẹ nó lỗ mới được. Trời ơi mày kéo đệ gì ngon hơn mày chứ bánh này kéo luôn trời. Kéo về đủ ba bánh về mình chúng kéo nó được một chúng một luôn trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ai biết mày muốn sao đồ hay này à, dở trời. Cái vậy dư bỏ cho em vậy đây do đủ rồi đó. Chết thì bỏ nha, kéo chạy thằng bại đi trời. Ôi trời. Gì trời. Trời ơi, tôi thấy kéo nó có ăn hơn đó trời. Thằng ô chứ bị cái lỗ nó không có lòn. Trời ơi, quýnh đường hôm nay không có đường chặt đâu bà nội ơi. Gì vậy? Quýnh đường cho anh cơm nhà cơm tôi lắm rồi. Kết thúc chương trình mà đài truyền hình đến đây là hết. Thôi má ơi, trời ơi. Mày không hết. Mày hết. Cô chúc đầu tháng 8 là ngày mới vui vẻ, trả tiền nhiều sức khỏe. Rồi mày, cô chúc ông làm clip cho tháng 3 tài thắng lộc cô nha con. Vui lắm à, anh chừng quay em chừng đi. Còn có hai điểm muốn lòng chứ, tôi quản hòm. Rồi giờ chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi set này mình với Ngọc thua cả nhà, anh Trưng với cô Trúc thắng, giải thưởng là 5 kg gạo nha. Tiếp đó mình sẽ ra 6 giờ chiều hàng ngày cho nhà xem. Bây giờ cho mình kết thúc tiếp tại đây nha, bye bye cả nhà.